Ui dồi ôi, Zach lao vào tự tin như vậy sao? Zach còn lại thế vậy cũng lao vào dồn choáng, tưởng sẽ là thắng sao? Không! Hai ulti dồn vào cùng với nhau, thời gian giữ chân là quá lâu, kết hợp với lốc Zach đi. Vì bạn không hề bỏ cuộc, lần này kéo ba người xuống choáng dồn choáng đó là quá tốt. Thế nhưng không, đó là một pha lốc ba người cực kỳ đẹp, quay lại lốc thêm một lần nữa. Khống chế là quá nhiều và sát thương là quá ảo. Ba người còn chưa ăn thua vậy mà dám đi lẻ sau, ngay lập tức đó là phá Hasegi. Một khi chăn trối đã được kích hoạt, xuyên giáp là quá nhiều, Zach trở nên vô cùng mong manh. Trong một nỗ lực vô vọng cuối cùng, Tibạn vẫn cố gắng lao lên. Một choáng, hai choáng, rồi ba choáng, quá nhiều choáng nhồi vào đầu khiến cho mình phải mất flash lùi ra. Tibạn thường bở đuổi theo tạo điều kiện trong pha quy trục ba người cực kỳ đẹp mắt. Thế nhưng vẫn là một pha cân ba rất liều lĩnh, là lướt ra để né choáng của Zach, sau đó lại lướt quay trở lại gây sát thương. Lúc này Zach đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ làm nền trong pha múa cực đẹp của Yasuo.